đầu phát cải đâu. Đứng vô mét không có thấy xe được. Đứng vô mét không có thấy hết người được. Không biết thì nó không có thấy. Các bạn đang xem mà video hướng dẫn con đế của anh Mì Tôm Mèo Hẻo. Lái con rất nhanh. Tí nữa vô quay hai chứ. Xong đấy, bảy lỗ okay.
vào đây thì đến coi video hướng dẫn đóng đế. Đấy đang giết lỗ. Tay rất lưu lượng. Thì không biết đi có ngon lành hay không. Nó bởi đi đâu hiểu đâu. Đấy, nãy đèn lấy những cục sắt. Đây là những con chèn, nhưng các bạn sẽ không biết đây là những cục sắt. Đấy, ở đây bị nhét vô. Một con. Đông đi Trung Quốc đi. Chưa bây giờ. Cuối cùng để xong rồi thấy không rồi. Rất là xíu đấy, rất là xíu đó đi đây này nghe. Đây đang chừng đang đóng, đang đóng về sắp biếu. Cuối cùng thì nó cũng để bỡ đây làm hai. Bỡ đây làm hai, mọi người xem thấy cái đường nước bế đây. Có rõ. Cái túi đấy tụi đâu theo đợt. Cậy đây luôn. Cửa ngang, ngang không nghĩa chứ.
giềng coi. Vô cái giềng đi. Giềng ngon lắm, nó bị vậy thôi. Sắp nghe, sắp nghe. Cái gì? Tí nữa là bị tai nạn rồi. Gì đập trúng đầu rồi. Quay. Kết thúc video này. Video tạm thời đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình video trực tuyến lần sau.